Mình đang chơi trò chơi là ăn Tết xong rồi đi chơi Tết em kéo bạn. Tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thử thách cám dỗ. Ăn Tết thì người mông nó kéo vợ nhiều quá đấy. Nó thích thằng nào nó kéo thằng nào đấy thôi. Ý mẹ gì bảo là đi chơi Tết ấy, bị ai kéo thì cưới luôn không cần nói nhiều. Gì có lấy không? Khả. Chị mua làm mấy khô đó hả? Mua chẳng dễ là hỏi cháu luôn làm mấy khô đó là phù hợp. Còn cháu là không biết cái gì cả, cái này cái đó thang cả gì? Không chỉ thang à? Thang. Ồ. Thì hãy cho con thang à? Chị. Có chân nào cũng nãy đến thế cái có chi lời mà nó lại chi chặt tôi nó mua là giấy sang chết sang cửa ý tôi hỏi nó mới ra trẻ nó chỉ lấy trò nó nên nó trò vừa mò